Giảm cân luôn là chủ đề được hội chị em quan tâm mỗi ngày. Có nhiều cô nàng khi giảm cân thường hạn chế ăn tinh bột hoặc thậm chí là cắt bỏ tinh bột ra khỏi bữa chính trong ngày. Tuy nhiên, điều này có thể khiến cơ thể bị thiếu năng lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Theo bác sĩ Trần Thị Bích Nga, nguyên giảng viên chuyên khoa dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội, để giảm cân hiệu quả nên thay thế gạo trắng bằng gạo lứt, ngô, khoai lang, yến mạch. Sau đây là những thực phẩm giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Thứ nhất, gạo lứt. Gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ, khoáng chất và vitamin, rất tốt cho sức khỏe. Gạo lứt được khuyên dùng trong chế độ ăn kiêng thay gạo trắng vì gạo lứt có chỉ số đường huyết thấp, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Thứ hai, ngô. Ngô rất giàu chất xơ, chứa ít đường, hàm lượng calo và tinh bột thấp, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Hàm lượng cáp trung bình trong một bắp ngô chỉ khoảng 18,7 g. Đây là thực phẩm giá rẻ, có thể dùng thay cơm hàng ngày. Thứ ba, khoai lang. Tương tự như ngô, khoai lang cũng là thực phẩm giá rẻ, dễ chế biến, tốt cho sức khỏe. Khoai lang cung cấp chất xơ, khoáng chất và hàm lượng cao chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư. Ngoài ra, khoai lang còn giúp ngăn ngừa chuyển hóa đường trong thức ăn thành mỡ, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Thứ tư, khoai tây. Khoai tây bị nhầm tưởng là thực phẩm dễ gây béo phì, nhưng đó là do cách chế biến. Bản chất khoai tây cung cấp hàm lượng calo thấp, ít tinh bột, có thể dùng thay cơm trắng nếu chỉ chế biến bằng cách luộc hay hấp. Thứ năm, hạt kê. Hạt kê là một loại ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng, chứa hàm lượng cáp thấp. Một bát cháo kê thay thế cơm trắng, vừa bổ dưỡng lại vừa hạn chế tăng cân. Thứ sáu, yến mạch. Yến mạch là thực phẩm quen thuộc trong công thức giảm cân nhờ chứa ít calo và giàu chất xơ, giúp no lâu. Khi mua yến mạch, ta nên chọn loại thô, không qua chế biến, không nên chọn yến mạch có vị ngọt hay loại giòn. Thứ bảy, hạt quinoa. Hạt quinoa rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein, hàm lượng chất xơ dồi dào, lại chứa ít tinh bột, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Hạt này thường dùng để thay cơm trắng để thúc đẩy quá trình giảm cân.